Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo khung viền trên slide trong PowerPoint. Thì trong PowerPoint á, nó không hỗ trợ chúng ta tạo các khung viền trên slide mà chúng ta phải sử dụng các công cụ hỗ trợ. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo khung viền trên slide trong PowerPoint bằng hai cách. Cách đầu tiên á, là sử dụng hình vẽ, và cách số 2 á, là sử dụng các mẫu hình ảnh khung viền. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên là sử dụng hình vẽ để tạo khung viền cho slide. Đầu tiên á, là các bạn chúng ta sẽ vào tab Home. Các bạn chọn vào hình chữ nhật này. Chọn vào. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật nó vừa với kích thước của slide. Rồi tiếp theo tôi sẽ làm mất màu nền của cái hình chữ nhật này. Thì tôi sẽ chọn vào cái hình chữ nhật. Sau đó tôi vào tab Format. Tiếp theo tôi vào một là Sharp Fill. Tôi chọn vào. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn là No Fill để tôi làm mất cái màu nền của hình chữ nhật. Tiếp theo tôi sẽ định dạng cái đường viền của hình chữ nhật này. Chọn vào nó, bấm phải chuột. Sau đó chọn vào một là Format Shape. Chọn vào. Thì lúc này các bạn để ý bên phải á, nó xuất hiện một thanh là Format Shape. Ở đây các bạn chọn là Shape Option. Và các bạn chọn biểu tượng thùng sơn này. Rồi để định dạng cái đường viền ở ngoài á, thì chúng ta sẽ dựa vào line này. Ở đây tôi sẽ tắt fill đi. Rồi ở đây là màu sắc color. Các bạn chọn màu sắc. Giả sử như ở đây tôi chọn là màu xanh. Tiếp theo width là độ dày. Tôi sẽ cho nó là 6 pt. Rồi compound type á, tức là kiểu đường viền. Tôi sẽ chọn kiểu này. Đó, để tôi áp dụng cho mẫu đường viền. Bây giờ tôi sẽ chỉnh kích thước của đường viền á, nó nhỏ lại. Để khi nào chúng ta bật chế độ trình chiếu á, thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, bây giờ tôi sẽ bật chế độ trình chiếu này. Chúng ta quan sát. Lúc này nó sẽ có cái khung viền bao quanh slide. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là chọn vào một màu khác, chẳng hạn màu đỏ hoặc là màu xanh. Đó. Rồi, sau khi tạo ra cái khung viền bao quanh slide á, thì để tránh tạo lại á, thì chúng ta sẽ nhân đôi cái slide này lên. Bấm phải chuột này, chọn vào duplicate slide. Đó thì nó sẽ nhân đôi lên. Hoặc cách thứ hai á, chọn vào slide, bấm Ctrl D. Đó thì nó cũng nhân đôi slide lên. Sau khi các bạn chúng ta đã nhân đôi slide rồi á, tiếp theo chúng ta sẽ chèn nội dung, chẳng hạn báo cáo. Đó, gõ nội dung vào. Đó, đó là cách tạo khung viền trên slide bằng cách sử dụng là hình vẽ. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai, tức là sử dụng hình ảnh để tạo khung viền cho slide. Ở đây tôi sẽ tạo thêm một slide nữa. Tôi sẽ xóa các đối tượng này đi. Delete. Sau đó tôi vào tab Insert và tôi chọn vào mục là Picture. Chọn vào. Ở đây tôi chọn vào mục là Online Picture. Và các bạn lưu ý một điều nha, nếu mà các bạn chúng ta muốn sử dụng cách này á, thì máy tính của bạn chúng ta phải kết nối internet thì chúng ta mới sử dụng được. Rồi sau đó ở đây tôi sẽ gõ là Border, Enter. Ở đây á, nó có rất là nhiều kiểu khung viền. Các bạn chúng ta sẽ lựa chọn vào một kiểu nào mà các bạn thấy đẹp. Giả sử như ở đây tôi thấy kiểu này đẹp này, tôi chọn vào nó, tôi bấm Insert. Thì lúc này á, nó sẽ đao về và nó chèn vào trong slide. Đó, bây giờ tôi sẽ chỉnh kích thước của cái hình ảnh đường viền này. Kéo ra. Đó, giờ tôi cũng có thể là nhân đôi cái slide lên này, duplicate. Hoặc là chọn vào nó, Ctrl D thì nó sẽ nhân đôi slide. Tiếp theo các bạn cũng có thể là chèn nội dung vào. Báo cáo thực tập tốt nghiệp. Đó, chọn vào nó. Sau đó chỉnh phông chữ. Chỉnh kích thước chữ. Đó, nó lớn lên cho nó đẹp. Đó. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn hai cách để tạo khung viền trên slide. Nếu thấy video hay, hiểu đó thì bạn chúng ta hãy đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn bạn đã theo dõi.